Thì cái loại khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ, loại hình đầu tiên á, là cái khởi sự doanh nghiệp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Loại hình doanh nghiệp này thường là người sáng lập để phục vụ thị trường địa phương và nó trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong phạm vi địa phương đó. Doanh nghiệp thường được tổ chức thành nhóm nhỏ có thể mật thiết với nhau và có thể là một doanh nghiệp gia đình nơi kiểm soát chặt chẽ người doanh nghiệp rất quan trọng. Phần thưởng cho các thành viên sáng lập doanh nghiệp này là sự tự do của cá nhân và dòng tiền bạc từ việc kinh doanh. Về cơ bản, loại hình doanh nghiệp này không cần phải kêu gọi nhiều tiền. Đấy, khi bơm thêm tiền vào doanh nghiệp thì nhanh chóng nó sẽ có được kết quả là tăng thêm doanh thu để tạo ra công ăn việc làm. Như vậy, doanh nghiệp có thể được phát triển về mặt địa lý và công việc của họ tạo hầu hết, chứ không thuê bên ngoài được. Còn khởi nghiệp doanh nghiệp sáng tạo đột phá thì những doanh nghiệp này dựa trên sáng chế đột phá, có nhiều rủi ro cũng như tham vọng hơn. Người khởi nghiệp thì khao khát vươn xa ra thị trường địa phương cùng với thị trường toàn cầu hoặc là ít trong khu vực. Những doanh nhân này thường làm việc theo nhóm để xây dựng doanh nghiệp dựa trên công nghệ, quy trình hoặc là mô hình kinh doanh. Với sáng kiến mới, họ tạo ra được cái thế cạnh tranh đáng kể so với công ty hiện có. Họ quan tâm đến việc tạo ra của cải. Đây. Giá trị riêng, họ quan tâm đến việc tạo ra của cải và những giá trị riêng là việc kiểm soát công ty, thường bán cổ phần công ty theo đuổi các kế hoạch phát triển đầy tham vọng của mình. Mặc dù doanh nghiệp ID phát triển trong giai đoạn đầu chậm hơn so với doanh nghiệp SME, nhưng họ sẽ đạt được sự tăng trưởng của một cấp số nhân để thu hút khách hàng. Họ sẵn sàng để đánh đổi quyền kiểm soát công ty để tìm kiếm sự tăng trưởng. Nên doanh nghiệp IDE thường có nhiều người đồng sở hữu. Trong doanh nghiệp SME thì tăng trưởng còn theo quy mô nhỏ. Doanh nghiệp IDE thì tận dụng hơn nhiều vào việc đột phá và đóng cửa. Đấy. Để làm được tham vọng của họ, họ có thể lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng trong thị trường toàn cầu. Ở khởi nghiệp doanh nghiệp SME thì nó tập trung vào thị trường địa phương và khu vực. Đấy. Còn doanh nghiệp IDE thì nó lại tập trung vào khu vực thế giới. Doanh nghiệp SME thì để thành lập và phát triển doanh nghiệp SME không cần phải ứng dụng đột phá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp SME cũng không dựa vào điều này. Tuy nhiên, doanh nghiệp dựa trên sự sáng tạo đột phá công nghệ, quy trình kinh doanh, mô hình kinh doanh, lợi thế kinh doanh thì phụ thuộc vào điều này. Nếu ở IDE công việc không được thay thế, tức là công việc thường được thực hiện ở địa phương, tức là nhà hàng, tiệm giặt khô hay là công nghiệp dịch vụ, thì công việc có thể thay thế, tức là các công việc không cần phải thực hiện tại địa phương. Hai bốn bước để khởi nghiệp là được chia thành từng bước để có thể nhóm lại thành 6 chủ đề. Các bạn nên lần lượt từng bước theo thứ tự thì mỗi bước cho các bạn một vấn đề riêng và giúp chúng ta xem xét là các vấn đề đi đó trước đó. Các chủ đề này đưa ra các ý chính tổng quan về việc làm thế nào để hai bốn bước này tạo ra một doanh nghiệp bền vững dựa trên các đột phá. Thứ nhất là phải phân loại thị trường, thứ hai là lựa chọn thị trường tiền tiêu, thứ ba là xây dựng chân dung khách hàng điển hình của sản phẩm, thứ tư là tính toán mô hình giá trị để chiếm lĩnh được thị trường tiền tiêu, thứ năm là đặc điểm khách hàng điển hình của thị trường tiền tiêu, nhận diện được 10 khách hàng tiếp theo, bạn có thể làm gì cho khách hàng của mình, vòng đời của sản phẩm, mô tả tổng sản phẩm, lượng hóa giá trị, xác định các giá trị cốt lõi của sản phẩm, định vị vị thế cạnh tranh của bạn
Làm thế nào mà khách hàng có thể nhận được sản phẩm của bạn? Xác định về quyết định khách hàng, việc ra quyết định của khách hàng, xây dựng các quy trình có được khách trả tiền. Và bước thứ 18 là xây dựng các quy trình bán hàng. Vậy chúng ta tạo ra sản phẩm, tạo ra doanh thu thu từ các sản phẩm như thế nào? Để mà tạo ra doanh thu thu từ các sản phẩm thì phải tạo lập cái mô hình kinh doanh, chính sách khung giá, tính giá trị trọn đời của một khách hàng, tính chi phí có được của một khách hàng, thiết kế và xây dựng sản phẩm như thế nào, đó là xác định giá trị cốt lõi, thử nghiệm giả định cốt lõi, xác định sản phẩm khả dụng tối thiểu, chỉ ra rằng khách hàng sẽ mua cái sản phẩm nào của bạn, làm thế nào để phát triển được quy mô, đó là tính toán quy mô tổng thị trường có thể chiếm lĩnh được của các thị trường tiếp theo, cuối cùng là xây dựng và phát triển cái sản phẩm của mình. Như thế thì đã kết thúc.